Với kênh Thế Anh NDA, hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chương trình iLoop của dự án Kilon. Chương trình iLoop hôm nay thì sẽ có 1.400 người may mắn sẽ nhận được token đến từ dự án. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn nút Start để chat bot. Tiếp theo các bạn thành phần captcha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nút Continue. Các bạn là dự án này thì nếu như anh em may mắn nhận được token thì anh em sẽ nhận được 1.130 token Kilon nhé. Các bạn sẽ join vào group Telegram của dự án này. Ok, chúng ta bắt nè. Follow Twitter. Like và retweet lại post này. Đây, ta follow đi. Follow trước này. Cái thằng nhiệm vụ like và retweet lại post. Cái này thì chúng ta chưa vội retweet nhé. Để mình xem có phải dẫn link không. Thế như là iRoop Instant Page rồi. Chúng ta sẽ join King Channel rồi. Chính xác. Như vậy các bạn cứ report một cách bình thường. Retweet bình thường. Các bạn follow tiếp kênh Twitter cho mình. Follow Twitter và bây giờ sẽ là join Discord. Mình sẽ join Discord này. Follow Twitter. Tìm đến bài đăng về cái dự án này. Chưa thấy bài đăng đâu. Đây đây đây. Nào một retweet này. Là nút submit đi tên, chọn don. Follow Twitter, retweet lại post này. Mở profile, chúng ta mở phần profile. Copy phần profile link vào kia đây. Đối với vụ Discord, chúng ta sẽ join Discord nhé. Ấn vào cái nút kim cương. Ta ấn vào phần username Discord để copy username Discord này. Trở lại đây các bạn paste phần username Discord phía dưới đây. Ta chọn đôn. Yes. Địa chỉ ví BNC BS20 các bạn copy phần địa chỉ ví MetaMask và paste đây. Nếu không các bạn sẽ có link dev, các bạn link dev chia sẻ về thân pháp cho chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với trình iLoop của dự án Kilon. Bây giờ mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, các anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.